Chào các em, cô tên là Đoàn Thị Thanh Hương, giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ. Rất vui được gặp lại các em trong buổi học hôm nay. Ở buổi học hôm trước, các em đã được ôn tập phần lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000. Mục tiêu của bài học hôm nay, các em nắm được. Thứ nhất, trình bày được các nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000. Thứ hai, hiểu và phân tích được ý nghĩa của những sự kiện lịch sử quan trọng trong thời kỳ từ 1945 đến năm 2000. Thứ ba, các em lý giải được nguyên nhân cơ bản đưa đến những thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ từ năm 1945 đến năm 2000. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954. Ở thời kỳ này, các em nắm được hai nội dung cơ bản. Thứ nhất, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng từ sau ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946. Nội dung thứ hai, kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến năm 1954. Như các em đã học thì cách mạng tháng 8 năm 1945 đã dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, có những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Nội dung này được cô khái quát bằng sơ đồ sau. Mời các em quan sát màn hình. Về thuận lợi của nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945, các em lưu ý có 3 thuận lợi cơ bản. Về mặt trong nước, nhân dân vừa giành được chính quyền, hết sức phấn khởi, tin tưởng, gắn bó với chế độ mới. Có sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về mặt thế giới, phong trào cách mạng thế giới cái thời kỳ này phát triển mạnh. Trong ba thuận lợi trên thì thuận lợi cơ bản nhất đó là có sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thuận lợi đó, nước ta thời kỳ này có những khó khăn như thế nào? Về khó khăn, chính quyền vừa mới giành được đang còn non trẻ. Bên cạnh đó là nạn đói, nạn dốt, tài chính. Khó khăn lớn nhất của đất nước ta thời kỳ này đó là về giặc ngoại xâm. Về giặc ngoại xâm, chưa bao giờ trên đất nước ta thời kỳ này là có nhiều kẻ thù như lúc này. Từ vị tuyến 16 trở ra Bắc là 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc, kéo theo đó là các thế lực phản động trong nước như Việt Quốc, Việt Cách. Từ vị tuyến 16 trở vào Nam là 1 vạn quân Anh, mang danh nghĩa là vào giải giáp quân đội phát xít, nhưng thực chất là dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Cùng với đó là 6 vạn tàn quân Nhật, thực dân Pháp lại đang tìm cách quay trở lại xâm lược. Tất cả những khó khăn trên đặt nước ta đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy Đảng chính phủ đã sử dụng những biện pháp gì để đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn đó? Kèm theo dõi những biện pháp mà Đảng và chính phủ ta đã tiến hành về mặt chính trị và quân sự, tiến hành bầu cử quốc hội, xây dựng lực lượng vũ trang, thành lập quân đội nhân dân. Về kinh tế, tài chính, văn hóa, Đảng ta tiến hành hai biện pháp song song, vừa biện pháp trước mắt, vừa biện pháp lâu dài, nhờ đó đã giúp nước ta vượt qua những khó khăn về kinh tế, tài chính và văn hóa để tập trung giải quyết khó khăn lớn nhất còn lại, đó là thù trong giặc ngoài. Về thù trong giặc ngoài, đây là thời kỳ mà Đảng ta đã sử dụng đường lối đấu tranh ngoại giao hết sức khôn khéo, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, nhờ đó đã tránh được trường hợp cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù và tránh thủ thêm được thời gian hòa hoãn để xây dựng và củng cố lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài mà chúng ta biết rằng chắc chắn sẽ xảy ra. Với những biện pháp mà Đảng ta đã thực hiện đã giúp đất nước ta vừa qua khỏi cái tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ được chính quyền cách mạng. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp đã nổ súng đánh úp trụ sở Ủy ban Nam Bộ, chính thức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Để tránh trường hợp cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù, Đảng ta đã đưa ra chủ trương tập trung đánh Pháp ở miền Nam, hòa hoãn nhân nhường với Trung Hoa Dân Quốc ở miền Bắc. Tuy nhiên, với sự kiện vào ngày 28 tháng 2 năm 1946, thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân Quốc đã ký Hiệp ước Hòa Pháp. Hiệp ước này đã đặt nhân dân ta trước hai con đường lựa chọn. Thứ nhất là cầm súng đánh thực dân Pháp, hoặc là hòa hoãn với Pháp. Chúng ta đã chọn con đường hòa để tiến. Vậy chúng ta hòa bằng cách nào? Đảng chính phủ đã ký với Pháp Hiệp định Sơ Bộ vào ngày 6 tháng 3 năm 1946.
và bản tạm ước vào ngày 14 tháng 9 năm 1946. Với hai văn kiện này, chúng ta đã tránh được trường hợp cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù, đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta, đồng thời tránh thủ thêm được thời gian hòa hoãn để xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài mà chúng ta biết chắc chắn sẽ xảy ra. Mặc dù chúng ta đã đi từ nhân nhượng này đến nhân nhượng khác, nhưng thực dân Pháp liên tục có những hành động khiêu khích. Trắng trợn nhất vào ngày 18 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp đã gửi tối hậu thư buộc ta phải giao quyền kiểm soát thủ đô và giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu. Như vậy, dạ tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp đã thể hiện rất rõ, chúng ta không còn con đường nào khác ngoài con đường cầm vũ khí đứng lên chống Pháp. Như trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vậy đường lối kháng chiến của chúng ta trong giai đoạn từ 1945 đến 1954 thể hiện như thế nào? Các em cùng theo dõi. Về đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, từ lực cánh sinh, tranh thủ thêm sự ủng hộ của quốc tế. Đây là đường lối kháng chiến hết sức đúng đắn, sáng tạo, hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta thời kỳ này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Việt Nam trong thời kỳ từ 1945 đến 1954 đã giành được những thắng lợi hết sức to lớn trên tất cả các mặt trận, trong đó nổi bật lên ba mặt trận: mặt trận chính trị, mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự. Về thắng lợi chính trị, trên mặt trận chính trị, chúng ta lưu ý cho cô. Thắng lợi đầu tiên, vào tháng 3 năm 1951, mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thống nhất thành mặt trận Liên Việt. Sự kiện này đã củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào tháng 2 năm 1951, tại đại hội lần thứ 2 của Đảng đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở Việt Nam, Lào và Campuchia mỗi đảng, từ đó đề ra đường lối đấu tranh phù hợp với hoàn cảnh và tình hình cụ thể của đất nước. Đại hội cũng đã quyết định đưa đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam. Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta có những thắng lợi như sau. Ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 năm 1946 và bản tạp ước Việt Pháp vào ngày 14 tháng 9 năm 1946. Năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này đã đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi thế bị bao vây và cô lập. Từ đây, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta có được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trên mặt trận ngoại giao, thắng lợi quan trọng nhất đó là ta đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva vào năm 1954. Đây là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên buộc thực dân Pháp phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và cũng qua Hiệp định Geneva đã buộc thực dân Pháp đã phải rút hết quân đội về nước, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trên mặt trận quân sự, như các em đã biết, trong cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai, thực dân Pháp đã cử rất nhiều viên tướng 4 sao và 5 sao qua Việt Nam, và những viên tướng này hết sức dai dàng về kinh nghiệm chiến tranh. Khi được cử sang Việt Nam, thì những viên tướng này đều nhằm thực hiện một cái âm mưu của thực dân Pháp, đó là muốn thực hiện kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để hòng nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, tất cả những âm mưu của thực dân Pháp đã lần lượt bị đánh bại bởi các chiến dịch của quân và dân ta trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Năm 1947, chiến thắng Việt Bắc Thu Đông đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài. Năm 1950, chiến thắng biên giới Thu Đông. Các em lưu ý cho cô, đây là chiến thắng đầu tiên mà quân ta chủ động mở. Với thắng lợi ở chiến dịch biên giới, quân ta đã giành được thế chủ động về chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp. Có thể nói rằng, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp luôn có hai mâu thuẫn không thể giải quyết được. Mâu thuẫn thứ nhất đó là giữa việc đánh nhanh, thắng nhanh với đánh lâu dài. Và mâu thuẫn thứ hai
đó là giữa tập trung lực lượng với phân tán lực lượng. Với chiến lược Đông Xuân 1953-1954, ta đã khoét sâu hơn nữa M2 mâu thuẫn của thực dân Pháp, làm cho thực dân Pháp ngày càng lúng túng, bị động và dẫn đến thất bại ở Điện Biên Phủ 1954. Năm 1954, xác định Điện Biên Phủ là tâm điểm của kế hoạch Nava. Muốn đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, ta phải tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho ta trên bàn đàm phán tại Hội nghị Geneva. Sau một thời gian chuẩn bị, vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch kết thúc toàn thắng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, được xem là một chiến thắng vang dội khắp năm châu bốn bể, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương. Là chiến thắng quyết định đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva vào ngày 21 tháng 7 năm 1954. Ở các chiến dịch mà quân ta đã giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn 1945 đến 1954, kém cần tìm hiểu thêm về hoàn cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp, chủ trương của ta, kết quả và ý nghĩa của các chiến thắng này. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục đi sang tìm hiểu lịch sử Việt Nam thời kỳ từ 1954 đến năm 1975. Thời kỳ này, kém nắm 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất, tình hình và nhiệm vụ hai miền Bắc Nam sau năm 1954. Thứ hai, cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975. Thứ ba, cách mạng miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Mời các em quan sát lược đồ Việt Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. Sau năm 1954, theo điều khoản được ký kết tại Hiệp định Geneva, vị tuyến 17 đã được lấy làm giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt hai miền Bắc Nam. Trên hình ảnh là cây cầu Hiền Lương bắc ngang qua sông Bến Hải, nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt của hai miền Bắc Nam trong suốt hơn 20 năm ròng rã. Vậy với hoàn cảnh lịch sử như vậy, miền Bắc và miền Nam có tình hình và nhiệm vụ như thế nào sau năm 1954? Cảm quan sát sơ đồ sau. Sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Miền Nam, Mỹ thay chân Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm nhằm thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài và biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Với tình hình đó, nhiệm vụ của hai miền cũng sẽ khác nhau. Miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Tuy nhiên, cả hai miền cùng có cùng chung một nhiệm vụ, đó là đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng vào tháng 9 năm 1960 cũng đã xác định, miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước. Miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với nhiệm vụ như vậy thì trong thời kỳ từ 1954 đến 1975, miền Bắc đã hoàn thành những nhiệm vụ như thế nào? Các em cùng quan sát những nội dung sau. Thứ nhất, miền Bắc đã tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Bước đầu xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Về thực nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ hậu phương, miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương của mình. Trong thời kỳ từ 1954 đến 1975, miền Bắc đã xây dựng những tuyến đường huyết mạch, qua đó vận chuyển vào miền Nam hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men, đan dược, vừa làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, miền Bắc còn góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ qua việc đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ tiến hành từ năm 1965 đến năm 1968 và chiến tranh phá hoại lần thứ hai được tiến hành từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973. Miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Ở phần này, cô sẽ dành thời gian cho các em và các em hãy vận dụng những kiến thức mà các em đã tìm hiểu, điền vào các nội dung chủ yếu và những thắng lợi quan trọng theo từng giai đoạn mà cô đã chia ở trên màn hình.
Bây giờ mời các em cùng quan sát màn hình, theo dõi xem phần trình bày của mình có đúng như cô đưa lên không. Từ 1954 đến 1960, miền Nam đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dân sang thế tiến công, thắng lợi quan trọng là phong trào đồng khởi 1959-1960. Thắng lợi của phong trào đồng khởi đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ, làm lung lay tầng gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế gìn giữ lực lượng sang thế tiến công. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Từ 1961 đến 1965, miền Nam đánh bài chiến lược chiến tranh đặc biệt với những chiến thắng tiêu biểu như chiến thắng ấp Bắc vào năm 1963, làm dậy lên phong trào thi đua ấp Bắc diệt giặc lập công. 1964 đến 1965, miền Nam giành thắng lợi ở Bình Dạ, Ba Gia, An Lão, Đồng Xoài, đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt. Từ 1965 đến 1968, đánh bài chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ với những chiến thắng quan trọng. Kém lưu ý chiến thắng Vàng Tường vào năm 1965. Với chiến thắng này đã làm dậy lên cao trào tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt. Đồng thời chiến thắng Vàng Tường đã chứng minh khả năng nhân dân miền Nam hoàn toàn có thể đánh bài chiến lược chiến tranh cục bộ, mặc dù lúc này quân Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối về binh khí và hỏa lực. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Kém nắm ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã buộc Mỹ phải tuyên bố phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là thừa nhận sự thất bại của Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Từ 1969 đến 1973, đánh bài về cơ bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ với những chiến thắng tiêu biểu như cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Đặc biệt thắng lợi quan trọng nhất đó là việc ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973. Với Hiệp định Paris năm 1973, đế quốc Mỹ buộc phải rút hết quân về nước, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Từ 1973 đến 1975, nhân dân miền Nam đánh bại hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh với chiến thắng tiêu biểu đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. Ở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975, kém cần tìm hiểu. Thứ nhất là hoàn cảnh lịch sử, thứ hai là chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng, thứ ba diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. Về diễn biến, các em chỉ cần nắm hai chiến dịch, đó là chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 là một chiến thắng được xem là đánh dấu một mốc son chọi lòi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Chiến thắng này đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, từ đây cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vậy sau khi tìm hiểu lịch sử Việt Nam ở hai giai đoạn từ năm 1945 đến 1954 và từ 1954 đến 1975, các em rút ra được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cơ bản chung của cả hai cuộc kháng chiến. Ở đây có nhấn mạnh là chỉ rút ra nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cơ bản chung của cả hai cuộc kháng chiến. Về nguyên nhân thắng lợi, các em lưu ý nguyên nhân chủ quan do có sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với một đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phương pháp đấu tranh linh hoạt. Bên cạnh đó có lòng yêu nước của nhân dân và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Về nguyên nhân khách quan, các em lưu ý nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cả hai cuộc kháng chiến đó là do có sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước anh em bè bạn trên thế giới. Về ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc và đối với thế giới, đối với dân tộc, tùy vào cuộc kháng chiến chống Pháp hay chống Mỹ để các em trình bày về ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc. Đối với thế giới, ý nghĩa lịch sử cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong lịch sử Việt Nam hai thời kỳ 1945 đến 1954 và từ 1954 đến 1975. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sang tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Ở thời kỳ này, các em nắm hai nội dung cơ bản: tình hình Việt Nam sau năm 1975 và quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nội dung thứ hai, công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Hai nội dung này, các em đã được theo dõi qua các bài học
trên truyền hình do đài phát thanh truyền hình TRT phát sóng. Như vậy, sau khi tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 đến năm 2000, thì các em rút ra được nguyên nhân thắng lợi cơ bản dẫn đến thắng lợi của nhân dân ta trong thời kỳ từ 1945 đến năm 2000 là gì? Các em có thể thấy rất rõ nguyên nhân thắng lợi cơ bản đó là do có sự lãnh đạo của Đảng. Chính phủ đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với một đường lối quân sự chính trị đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt. Sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ từ 1945 đến năm 2000. Trên đây là nội dung cơ bản của bài học hôm nay. Bây giờ cô có một số bài tập giúp các em củng cố lại kiến thức mà các em vừa tìm hiểu. Bài tập thứ nhất, các em lập bảng so sánh những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản về âm mưu, lực lượng, thủ đoạn, phạm vi của Mỹ trong các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh. Bài tập thứ hai, các em trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1, sự kiện nào dưới đây đánh dấu thực dân Pháp chính thức quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai? A. Pháp gửi tội hầu thư, đòi chính phủ ta giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội. B. Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ sau ngày 6 tháng 3 năm 1946. C. Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan từ về thành phố Sài Gòn. D. Pháp tiến công ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn. Câu 2. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ 1945 đến 1954, chiến thắng nào đã giúp quân đội Việt Nam giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ? A. Đông Xuân năm 1953-1954, B. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, C. Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, D. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Câu 3. Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì? A. Giặc ngoại xâm, nội phạt. B. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. C. Nạn đói, nạn dốt đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta. D. Các tổ chức phản động ra sức chống phá chính quyền cách mạng. Câu 4. Biện pháp cơ bản được Mỹ thực hiện xuyên suốt trong các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam từ 1961 đến 1973 là A. Tiến hành chiến tranh tổng lực. B. Ra sức chiếm đất, giành dân. C. Sử dụng quân đội đồng minh. D. Sử dụng quân đội Mỹ làm nòng cốt. Câu 5. Trong nội dung của Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, điều khoản nào có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam? A. Hai bên ngừng bắn ở miền Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc Việt Nam. B. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài. C. Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. D. Hoa Kỳ rút hết quân viện chinh và quân đồng minh hủy bỏ căn cứ quân sự, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Câu 6. Điểm chung của cách mạng tháng 8 năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 đến 1954 và kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 đến 1975 ở Việt Nam là có sự kết hợp của A. Đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao. B. Lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang. C. Chiến tranh chính quy và du kích. D. Lực lượng vũ trang ba thứ quân. Ở những bài tập này, các em có thể tham khảo thêm ở các giáo viên dạy ở trường của mình để có thể giải đáp thêm những thắc mắc của các em trong các bài tập này. Bài học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em.